Minh được tử vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mà các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 28 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Đinh Mùi, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo quang giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc minh đường giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên hình, giờ tân sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc chu tước, giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc bạch hổ, giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên lao, giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc nguyên vũ, giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc cao tần. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thiên hà thủy, ngày đinh mùi, tức can sinh chi nghĩa là họa sinh cho thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm thiên hà thủy kỵ tuổi tân sửu kỵ sửu ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi kỵ sửu đinh dậu kỵ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày mùi lưu hợp với ngọ tam hợp với mão và hợi thành mộc cục xung với sửu hình sửu hại tý phá tuất và tuyệt xỉu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi kỵ xỉu, tân xỉu, tuổi xung trong tháng, tuổi mậu tí, nhâm tí, canh dần. Và các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý, tốt mọi việc, sao lục hợp, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao trùng tang, sao câu trận, sao phụ đầu rát, sao tam tang. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Và ngày hôm nay, thiêu khổng minh, được gọi là ngày thiên đường, là ngày tốt, xuất hành có được quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, gặp được nhiều điều tốt lành. Tiếp theo, mà các bạn đón xem từ vị trí tiết 12 con giáp thứ hai ngày 28 tháng 6 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đuốn xem từ vi tuổi Tý thứ hai ngày 28 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Tý mùi tương hại. Cái điều này làm cho bạn đang vô cùng là nhạy cảm. Tuy nhiên, với những cảm tính thái quá lại có thể gây ra những vấn đề rắc rối trong mối quan hệ giữa bạn với những người xung quanh. Và thậm chí, ai đó còn có kế hoạch để lợi dụng bạn nữa. Vậy thì, đây không phải là ngày thích hợp để cho bạn đưa ra các quyết định quan trọng đâu đó bạn tuổi tí nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi tí cũng đang gặp ngày cốt tỷ kim chiếu mệnh cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Tý đang có những cách hành sự độc đoán, ích kỷ và bạn quyết định mọi thứ theo ý của mình, thậm chí nối một đằng làm một nẻo. Chính cái điều này sẽ gây ra những rắc rối trong mối quan hệ của bạn với mọi người xung quanh nữa và trong ngày này với bà tuổi tí á, lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo sức khỏe của bạn mạnh không được tốt cho lắm phần lớn ảnh hưởng bởi tinh thần của bạn thời điểm này không được ổn định dường như luôn có một số vấn đề khiến cho bạn phải lo lắng và nghĩ ngợi quá nhiều về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim hãy kiên nhẫn chờ đợi những tín hiệu tốt tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy có băn khoăn gì, hãy nói ra những lời thật lòng. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ đừng có quá quan trọng hóa vấn đề, chuyện sẽ đau vào đó. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc hãy đối xử với những người khác bằng sự chân thành của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 36, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Sửu thứ hai ngày 28 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với ba tuổi sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi sửu đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất sửu mùi cái điều này cho thấy đây là điều kiện không tốt cho việc bạn tuổi sửu xây dựng hoặc là cải thiện mối quan hệ của mình có những vấn đề bạn càng giải thích càng nói ra sẽ khiến cho đối phương khó chịu và không chấp nhận sự thật nữa lại thêm trong vận tình ngày thứ hai này với bà tuổi Sửu đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh và đây là lời cảnh báo cho bạn không phải điều gì cũng dễ dàng giống như bạn vẫn nghĩ thế nên bạn cần phải có sự tỉnh táo để xét đoán và chọn lựa trong ngày hôm nay nếu bạn không muốn thất vọng và bạn hãy kiếm chứng lại bằng lời nói hành động của mọi người để biết được giá trị của con người họa bạn tuổi Sửu nhé ngày này với bạn tuổi sửu cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn mạnh. Lúc này bạn dễ cảm thấy đau đầu, đau họng và sốt. Thời tiết như hiện tại thì bạn mạnh nên hạn chế đi ra ngoài, nhất là buổi trưa. Không có việc gì quan trọng thì không nên di chuyển bạn tuổi sửu nhé. Về tử vi tuổi ấp xỉu thuộc mệnh kim nhìn nhận vấn đề trước mắt rõ ràng rồi mới nói tử vi tuổi đinh xỉu thuộc mệnh thủy những chuyện cũ nên bỏ qua không nên nghĩ nhiều làm gì tử vi tuổi kỷ xỉu thuộc mệnh hỏa cần phải cẩn thận kẻo lại bị kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh nhòm ngó để hãm hại tử vi tuổi tân xỉu thuộc mệnh thổ nếu kéo làm gì khi người ta không cần mình nữa tử vi tuổi quý xỉu thuộc mệnh mộc Nói lời phải giữ lời, đừng có vội quên lời hứa của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 45, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ tuổi giàu. tử vi tuổi dần thứ hai ngày 28 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi dần cho chúng ta thấy là bà tuổi dần trong ngày này với những sự kiện diễn ra dưới sự tác động của thương quan chiếu mệnh sẽ dạy cho bạn đôi điều và sự nhẫn nại và việc vận hành thời gian sao cho hợp lý cũng như là ứng sự sao cho điểm đạm tự tế hơn bạn đừng có để cho cảm xúc lấn át lý trí quá nhiều. Cái điều này sẽ khiến cho bạn mắc phải sai lầm nữa đó nhá. Ngày thứ hai này với bạn tuổi dần cũng đang gặp ngày có màu khác với thổ. Cái điều này cho thấy dường như mọi người xung quanh đang chiều chuộng quá mức. Đặc biệt là các thành viên trong gia đình Thế nên bạn tuổi dần hành sự có phần thiếu đi sự chính chắn Bạn nên thay đổi cách hành xử Nếu không họ có thể từ yêu sang ghét bạn nữa đó nhé và xem từ vi cho thấy hôm nay là một ngày tốt để cho bạn có thể khởi tạo, tạo tác hoặc là thực hiện những công việc như là chôn cất, cưới gã, xây cất, đào ao, đào giếng, khai mương rạch, các vụ việc làm thủy lợi, khai trương, dọn cỏ, phá đất. Vì vậy, bạn có kế hoạch thì nên thực hiện, không nên trần trừ, do dự bạn tuổi dần nhé vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy hãy lên lịch trình cho những việc bạn không chắc chắn tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa không nên nóng vội khi nghe người khác kích bác tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ dù khó khăn nhưng hãy cứ tin vào chính bản thân mình tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc Niềm vui chỉ ghé thăm khi bạn suy nghĩ lạc quan hơn, từ vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim, việc cũ nhưng khiến cho bạn tốn nhiều thời gian hơn bình thường. Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 25, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường, màu hồng, màu đỏ của nhà phù trợ tuổi ngọ tuổi tuất từ vi tuổi mão thứ hai ngày 28 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với ba tuổi mão cho chúng ta thấy là ba tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi máu mùi phù trợ cho nên, các chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay có phần được thuận lợi hay không? Trong mối quan hệ của hai người, bạn nhìn ra được đâu là yêu và nhược điểm của từng người và từ đó tìm cách khéo léo để điều chỉnh sao cho phù hợp. Và trong vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Mão, nhờ có thực thần che chở cho nên ngày này, trong khi bạn rất sẵn sàng để đưa ra những lời tự tế, những hành động tốt và bạn lại còn quá nhiều công việc cá nhân cần phải tập trung để giải quyết thay vì chỉ giúp đỡ những người xung quanh thế nên bạn cần phải biết phân bổ sao cho hợp lý thay vì lo lắng mọi người nghĩ bạn ích kỷ bạn tuổi mão nhá trên tử vi cho thấy hôm nay bạn tuổi mão cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc cái điều này làm cho bạn cần phải cẩn trọng hơn trong việc nâng cao các tiêu chuẩn ngày hôm nay nếu không bạn sẽ gặp phải khó khăn trong việc đáp ứng với những chính yêu cầu đó về sau này. Đây là lúc bạn nên tỉnh táo dù dường như bạn có một chút cảm tính nữa về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy nhanh nhẹn năng động sẵn sàng đối diện với những khó khăn tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa hợp tác với mọi người không nên tự tách mình ra khỏi tập thể tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ có người giúp đỡ hỗ trợ cho bạn trong công việc tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc tình cảm được tốt đẹp vui vẻ và hạnh phúc hơn trước. Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, tình cảm vợ chồng càng ngày càng nồng thắm. Vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 36, số 72, giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường, màu xanh lam, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi tốt. Từ vi tuổi thìn thứ hai ngày 28 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là bà tuổi thìn đang gặp được ngày có chính quan tương trợ cái điều này sẽ giúp cho bà tuổi thìn đang theo đuổi công việc học hành sẽ có được kết quả đáng kể ai đang thi cử sẽ nhận được kết quả như ý muốn bản mệnh bắt đầu gặt hái được những thành quả nhờ sự chăm chỉ và hết mình nhiệt tình của mình trong công việc Ngày này với bà tuổi thìn lại đang gặp ngày cốt thổ khí vượng, cái điều này sẽ không tốt cho sức khỏe và mối quan hệ của bản mệnh trong ngày hôm nay. Bạn không được khỏe hay là bất an cho nên sinh ra cáo kỉnh như người ta vẫn nói là nhọc thì nhằn và mọi người chỉ muốn tránh xa bạn trong lúc này mà thôi. Ngày này xem tử vi cho thấy đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo bởi, bởi những việc làm này có thể làm động tới thai thần ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vai tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa mở rộng tiếp xúc và giữ quan hệ với những người đáng tin cậy. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ tình cảm đang được cải thiện dần dần. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc đừng có nghĩ nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim, không nên cố tình lờ đi, những xích mích về tình cảm. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy, hãy lắng nghe lời khuyên của người khác. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 28, số 49, giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi giàu. Từ vi tuổi Tỵ thứ hai ngày 28 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là bà tuổi Tỵ đang gặp ngày có tam hội chiếu mệnh cái điều này nhắc nhở bạn tuổi tỵ đang quá bận tâm tới những suy nghĩ, những trăn trở ở trong đầu mình ngày hôm nay. Và thay vì tập trung cho công việc thực tế, đây cũng là ngày mà bạn muốn khám phá những ranh giới trong mối quan hệ với một người nào đó cũng như những phản ứng của họ trong cách hành xử của bạn. Ngày này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ hỗ trợ cho bạn khá nhiều về việc cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Bạn mệnh đã thoát được nỗi lo lắng về tiền bạc khi có một số khoản nợ nần lần lượt được thanh toán. Bạn cảm thấy an tâm hơn và có được sự an nhàn mà bản thân mình mong muốn nữa. Ngày này bạn tuổi tỵ cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cái điều này sẽ rất tốt cho những ai muốn cải thiện về tình hình sức khỏe của mình trong thời gian này. Bạn có thể bắt đầu thực hiện và tập thể dục theo hướng dẫn của ai đó để tránh nhàm chán. Ngoài ra, cái điều quan trọng là bạn phải thực hiện một cách kiên trì, đừng có sớm bỏ cuộc dựa chừng bạn tuổi tỵ nhé về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa bạn khéo léo xử lý được các tình huống khó khăn từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ học tập ai đó giúp bạn cải thiện được công việc hiện tại từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc ôm đồm nhiều công việc không nên tham lam từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim nên lập ra những kế hoạch phấn đấu rõ ràng từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy tận dụng và phát huy điểm mạnh của bản thân Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 32, số 66, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ hai ngày 28 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bà tuổi ngọ đang gặp được ngày có ngũ hành ngọ mùi hợp nhật nguyệt cái điều này mang tới nhiều điều an lành vui tươi cho cuộc sống bạn tuổi ngọ ngày hôm nay và điều này cũng là do cách hành sự nhẹ nhàng trung thực nhưng cũng đủ khéo léo của bạn đã khiến cho người khác thực tâm quý mến và luôn sẵn lòng giúp đỡ cho bạn khi cần thiết nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với ba tuổi ngọ đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, cái điều này đưa tới cho bạn đang có được những tin vui về tiền bạc. Có thể bản mệnh được nhận thưởng hoặc là ai đó vừa trả tiền thưởng hoặc là tiền nợ cho bạn. Thế nhưng bản mệnh cũng cần phải lưu ý rằng đừng có vì vui quá mà chi tiêu hoang phí. Thời điểm này khá khó khăn trong việc kiếm tiền cho nên bản mệnh cần phải hạn chế trong việc chi tiêu sẽ tốt hơn cho bạn. Ngày này bạn tứ Ngọa cũng đang gặp được ngày ngũ hành tương sinh. Cái điều này sẽ hỗ trợ cho bản mệnh trong việc thực hiện một kế hoạch nào đó để cải thiện về tình hình sức khỏe hiện tại. Nếu ai đó đang ốm thì lúc này cũng nhanh hồi phục hơn khi bạn cảm thấy những áp lực về tinh thần đã được giảm nhẹ đi phần nào. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim nhìn rõ hơn bản chất của quân người cũng như là sự vật, sự việc. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa luôn quan tâm tới suy nghĩ, cảm nhận của nửa kia Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ đừng có trông đợi quá nhiều từ người khác tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc không nên thực hiện những công việc quan trọng ngày hôm nay và đánh giá của ban tuổi ngọ trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 15 số 79 giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi thứ hai ngày 28 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang chịu ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang bị đặt dưới khuôn khổ, rào cản rất gắt gao và điều này khiến cho bạn cảm thấy bị áp lực và mệt mỏi. Bạn cần phải cố gắng lên bởi vì bạn cần phải nỗ lực để có thể hoàn tất những trách nhiệm về công việc của chính mình trong ngày đầu tuần này. Ngày này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của bạn mệnh. Vì thế, bạn trở nên chủ quan với những biểu hiện nhỏ trên cơ thể hay là trên da bạn cần phải đi khám sức khỏe để được điều trị càng sớm càng tốt. Đừng có ngại tới bệnh viện, hãy đảm bảo, hãy bảo vệ cho bạn, chữa trị càng sớm càng tốt hơn. Và ngày này, xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 6, cho nên với bạn tuổi mùi nên kiên kỵ những việc như là khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Nếu như bạn xuất hành đi xa thì cần phải chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần hướng chính đông để có thêm được nhiều may mắn cho mình vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim dễ đưa ra những quyết định thiếu đi sự chính xác vì tính cách bốc đồng. Từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy không nên vội vàng nghe theo lời kể từ một phía của bất cứ ai. Từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa không nên hành động nóng vội kết luận vọa đoán từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ sẵn sàng về tinh thần để đối diện với những điều không mong muốn từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc dễ vướng phải những sự cạnh tranh hoặc là tranh chấp với người thân và đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 33, số 68, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ hai ngày 28 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thân, cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh và đây là định hướng cho bạn tham gia những công việc liên quan tới việc giúp đỡ nhiều người nhất có thể. Bạn có thể trao trái tim yêu thương, hòa ái của mình thông qua việc từ thiện hoặc là truyền lại ai đó những kiến thức có giá trị Ngày này với bạn tuổi thân cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thổ vượng và đây là cơ hội để cho bạn mệnh cải thiện mối quan hệ với người thân và ngay cả người yêu của mình. Cuộc sống luôn có sự va chạm và hiểu nhầm, chỉ cần bạn giải thích một cách chân thành thì mọi sự sẽ được hóa giải mà thôi. Ngày này, Thiêu Hải Thượng Lãn Ông hôm nay là ngày 18 âm lịch nhân thần ở phía trong khớp cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Vì vậy bản mệnh cần phải lưu ý tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, công việc diễn ra theo đúng như kế hoạch mà bạn đã xây dựng từ trước. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, gặp nhiều may mắn khi tham gia thi cử. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc tin tưởng vào năng lực của bản thân, từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với nửa kia. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 86, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu hồng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn. Từ vi tuổi giàu thứ hai ngày 28 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ chấp thêm cho những sự sáng tạo và trí tưởng tượng của bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay được bay cao, bay xa hơn nữa. Và hôm nay là ngày rất thuận lợi cho những ai đang làm việc về những lĩnh vực như là nghệ thuật, nghệ sĩ, y học, khoa học, luật sư, tôn giáo, kỹ thuật hay là những ngành nghề tự do. Ngày này, với bạn tuổi dậu cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cái điều này sẽ hỗ trợ cho bạn mệnh, cải thiện về tình hình sức khỏe cũng như là các mối quan hệ xã giao trong thời điểm này rất tốt. Có thể nhờ có một sự việc nào đó mà bạn thông suốt được vấn đề tư duy rõ ràng cho nên hành động cũng rõ ràng hơn. Xem tử vi cho thấy ngày này với bạn tuổi dậu nếu có xuất hành đi xa thì bạn nên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính đông. Và đây là hai hướng giúp cho bạn có được nhiều sự may mắn, thuận lợi trong công việc. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, chú ý hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, hãy lắng nghe người khác và thay đổi bản thân mình. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, thử tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm. Từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, mối quan hệ xã giao phát triển thuận lợi. Từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, làm gì cũng phải nhìn về tương lai xa hơn. Và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 78, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Tuất thứ hai ngày 28 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi cái điều này khiến cho trong lòng của bạn tuổi tuất có nhiều điều trăn trở bạn muốn tiến xa hơn nhưng vẫn loay hoay vì cảm thấy có nhiều khó khăn ở trước mắt bạn cần phải học hỏi người có kinh nghiệm và tin tưởng nghe theo lời dặn dò của họ bạn tuổi tuất nhé và ngày này với bạn tuổi Tuất có rất nhiều những mối quan tâm mà bạn tuổi Tuất hướng đến khi trong ngày đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải có cách lựa chọn sao cho thích hợp thay vì ôm đồm quá nhiều công việc. Bạn cũng cần phải để cho cảm xúc của mình có một sự ngăn cách nhất định với mọi quyết định mà bạn đưa ra. Nếu không, bạn sẽ gặp những khó khăn nữa nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất, cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của bản mệnh. Bạn nên tránh ăn những đồ cay nóng và tìm cách để hoàn thành công việc xong sớm để cuối ngày hoàn toàn được nghỉ ngơi, không phải đưa việc về nhà. Vài từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, sự nóng vội sẽ khiến cho bạn có những quyết định sai lầm. Từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, có ai đó ảnh hưởng tiêu cực tới tiến trình công việc. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, đánh ký kết những hợp đồng quan trọng Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim hãy đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hãy sôi lại bản thân mình Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy hãy nghỉ ngơi đúng cách ăn uống đủ giờ đúng giờ vài đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 34, số 87, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thân. Từ vi tuổi hỏi thứ hai ngày 28 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với ba tuổi hỏi, cho chúng ta thấy là ba tuổi hỏi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, hợi mão mùi phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm của bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay thêm phần được hanh thông, thuận lợi. Thậm chí có những cặp đôi đón nhận những tin vui về cưới hỏi có quân trong thời gian này nữa. Và với bạn tuổi hợi trong ngày này bạn cũng sẽ nhận ra một điều rằng dường như điều mà bạn cho là hoàn hảo hóa ra lại không được như vậy bởi bạn đang chịu tác động của kiếp tài chiếu mệnh. Tuy nhiên bạn cũng đừng quá nghĩ ngợi để cho những nỗi thất vọng làm chủ mình trong ngày hôm nay. Bạn cần phải học cách đối diện với chúng và sống trưởng thành hơn tức những quyết định của chính bản thân mình. Và trong ngày này với bạn tuổi hợi, bạn cũng đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc cái điều này có thể đánh dấu bởi vô khối những sự kiện hoặc là việc ai đó tích lộ ý định của họ với bạn, khiến cho bạn không vui một chút nào. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá căng thẳng vì điều đó, và bạn hãy để cho những suy nghĩ tích cực hơn đem lại cho bạn những cảm xúc tốt đẹp bạn tuổi hợi nhé vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa hãy đề phòng những kẻ đang nịnh bở bàn tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ nhớ tính toán cẩn thận không được chủ quan tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc có người giúp sức hỗ trợ cho bạn rất nhiều tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim có người ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của bạn tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy công việc vướng phải nhiều rắc rối do tiểu nhân hãm hại Vài đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 87, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường màu đen, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.